Đi thôi, đi ăn kem thôi. À, giờ là người lô lô, còn người giao. Tất cả mọi người nãy giờ là người giao đó anh Thi. Người ta đi thu mua, người ta đem theo người luôn. Ừ. Cái cửa hàng tạp hóa cũng xa xa đằng kia nha cả nhà. Anh nhỏ áo đỏ áo cao này, ổng chào kiểu quân đội dễ thương hết sức luôn á. Nhờ ông đó nha ông nhỏ, ông chào tôi một cái tôi quá ấn tượng luôn hà. Ủa mình là người lô lô hả anh? Anh phải người lô lô không? Đúng không? Đúng phải không? Ở đây chị em phụ nữ lô lô còn mặc cái trang phục truyền thống không? Còn mặc chứ. Còn ha, mấy ngày lễ rồi mới mặc ha. Cảm ơn anh nhiều nha. Cái trang phục nó hở một khúc bụng là phải không? Và giống bên Bảo Lạc luôn đó. Dạ, giống Bảo Lâm với Bảo Lạc. Không ngờ bên đây cũng có người lô lô cả nhà. Và ông Phở chưa làm một cái video về người lô lô cả nhà ha. Cũng có nhiều cái hay lắm. Đi chơi à, bà ông Phở thật ra cũng có quay mà lười biếng bóp. Bà ông Phở bị cái bệnh đó là lười biếng bóp bài. Ôi một cái khung cảnh đẹp quá cả nhà, cái cây cổ thụ đẹp quá. Ôi hình ảnh sao nó đẹp dữ vậy. Ô có một em bò, có một em bò. Ủa đừng nói hồi nãy mình nói một người một bò là đây đó hả? Rồi vô ăn kem thôi, ai ăn kem vô đây, vô thôi. Ủa có người bán không con? Bà đang cào lúa, bây giờ bà mới về. Bây giờ bà mới về để bán hàng. Ôi, sếp hàng ngồi đợi gà dễ cưng chưa? Bao nhiêu người? Chào chị. Dạ mua kem cho mấy đứa nhỏ ăn. Đây các anh nhỏ đây, người lô lô đó cả nhà, đang chờ mua kem. Đây bọn Phổ mời các con kem ở đằng kia. Rồi vô nhà đi con. Vô nhà đi. Vô nhà đi con. Vô đi. Vào nhà đi. Vào nhà đi, các con vào đi. Đúng rồi, vào đi. Nó vô nhà không có hiểu, phải nói vào. Các con có đi học nên các con hiểu được nè. Dễ thương chưa, có cái tủ nè. Ít quá vậy? Có nhiều đây thôi hả? Có nhiều hả? Đây, con mời cho. Đồng chí Trần. Anh dễ thương quá. Anh này là dễ thương nhất nè. Cô mời con. Xin ra. Con xin cô ạ à chứ. Con cảm ơn cô đi. Cô mời con. Con xin cô ạ à chứ. À dạ chúng mày. Em mời. Xin cô. Cô lại cho. Xin cô. Con xin thì được ăn. Đúng rồi. Dạ dạ. Con xin cô ạ à chứ. Giỏi đó, làm phim cho em ha. Giỏi. Lấy cái gì ở đây, lấy từ từ chứ. Một phát thế này chả nhanh quá hả? À, anh thầy cho em tổng hợp với các con đi. Đây cho cô ngồi với. Dễ cưng quá hả? Dạ. Ôi, đây là người lô lô đi đi hái măng về phải không anh? Ôi, anh đẹp quá. Chắc là đi từ hồi sáng tới giờ đó. Đây tình cờ bà Bón Phở gặp người bà con đi hái măng về nè, cưng chưa? Ôi ồ đẹp quá, một hình ảnh quá xá đẹp luôn. Người lô lô ở Bảo Lâm nha cả nhà. Đi từ mấy giờ chị? Đi từ mấy giờ? Không hiểu hả? Không hiểu hả chị? Không biết nói hả? Sáng đi mấy giờ?
Bây giờ chỉ có răng đẹp quá. Đúng rồi, cảm ơn Thi mời bà con mời bà con kem. Đỡ khát nước lắm á. Chẳng đánh mi đâu. Để chưa có bà có bà con vẫn giữ truyền thống, rất là truyền thống, làm răng giữ răng đẹp ghê. Dạ. Em chào cả nhà. Chắc là đi từ sáng đó. Trời, không ngờ chuyến đi này bọn phải gặp được nhiều hình ảnh đẹp quá. Đi theo luôn nè. Oh. Hey. Vậy là bà con ở trong dưới đây nè. Ước mong có một dịp ở lại ở đây nha cả nhà. Ước mong lắm luôn á. Bọn Phở sẽ mong là có thời gian có một dịp trải nghiệm ở lại chỗ bản làng này ở Bảo Lâm. Ăn sắp hết cây kem rồi đó hả? Xin chào đồng chí. Tớ đi đây. Được không? Được, chào sao? Bye nè. Cái đồng chí áo cam kìa. 1, 2, 3. Xin chào. Tớ đi đây. Bà Phở chào kiểu quân đội. Mấy ảnh, ảnh khoái lắm. Cô đi nha. Cảm ơn con. Bye bye con. Vui ha. Hẹn ngày gặp lại. Ồ, cái gốc này đẹp quá. Bà Phở mê cái cây cổ thụ này quá cả nhà ơi. Mê quá. Cái tiệm của cô, nhà cô này đây. Nãy là cây che đi. Cây á để che đi. Á hộ Nguyễn rồi. Ừ. Cần lô lô cần hộ Nguyễn rồi. Bao á cần nông đấy. Nông rồi, đúng hộ Nguyễn luôn. Ừ. Như thế mà. Như thế mà. Quân dù nấy này, cần kể ông ba quân dù nấy à đấy. Quân dù nấy à. Cái cửa gỗ thích quá. Chào, con chưa có ăn hả? Bạn nào chưa có lấy thêm. Chị họ Nguyễn này. Ủa? Người Nùng. Người Nùng. Làm dâu Lô Lô. Ừ, làm dâu ở Lô Lô. Không làm dâu ở đâu, nhà cô vẫn Nùng mà. Vẫn người Nùng này. Trong làng này. Tức là hộ mình vẫn được hộ Nùng thôi. Có mấy nhà này là toàn cháu của cô hết là Nùng đấy. Như vậy là cái xóm Cà Mèn thì người Lô Lô mới nhiều. Vâng. Ừ. Còn xóm này không phải xóm Cà Mèn hả? Cũng là Cà Mèn. Cũng Cà Mèn luôn. Cô ở với Cà Mèn, ở với Lô Lô này. Ừ. Nhưng mà người Lô Lô vẫn là nhiều hơn hay ít hơn? Vâng. Nhiều hơn. Có mấy nhà cháu ở đây, 3, 4, 5 nhà ở đây là Nùng thôi mà. À. Còn bao nhiêu nhà Lô Lô? Khoảng 30 mấy không? 70 mấy hồ thì có mấy hồ Nùng thôi, toàn là đông dữ vậy hả? Vâng, 60 mấy hồ Lô Lô đấy. Wow. Ê, bữa nào ghé đây nấu phở cho bà con ăn đi anh Thi. Vui lắm luôn á. Bà, ở đây bà con thích ăn phở bò hay là phở lợn? Phở ở đây lợn này, có người không ăn thì không hả? Không ăn được bò phải không? Hả? Không ăn được bò hay sao? Ăn được đấy. Được luôn đúng không? Đây ăn được mà. Ở đây có điểm trường không ạ? Điểm trường ở ngoài kia. À, sắp tới em đi, sắp tới điểm trường. Dạ, vui quá, em cảm ơn cả nhà nhiều ạ. Cho em xin, bé nào chưa có kem cho em xin đầy đủ hết, bé nào cũng được ăn kem đi ạ. Bé nào chưa ăn? Bé tất cả con vào đi. Bé này hai đứa lấy đi. Anh trai này nữa. Anh trai này có chưa? Được rồi hả? Được rồi. Dạ. Vô đi con. Vô đi bác lấy kem cho ăn kìa. Ủa? Cái gì đây? Nói gì mà nói dữ vậy? Đi thôi cả nhà, vui lắm. Nhưng mà phải đi cho kịp hành trình hả? Thôi, thích quá đi. Chào đi. Chào như nãy đi. Chào đi. Chào đi. Dễ cưng quá. Chào các chị lực sĩ nha. Đi nha. Bye bye. Ông nghe chào bye bye. Dễ ghét rồi. Ông nói chuyện như vậy. Bye bye cô đi. Bye bye. Cô cảm ơn các con. Cô đi nha. Các con dễ thương lắm. Lễ phép. Ngoan, hẹn gặp lại nha. Chào các kiểu quân đội coi. Chào lại coi.
lần duy nhất á. Ông thấy mình khoái quá, ông ngại luôn rồi. Chùa Bò. Và ở đây vẫn còn trang phục truyền thống Lô Lô, em hỏi rồi. Lô Lô Bảo Lạc luôn á, giống Lô Lô Bảo Lạc luôn. Nội họ hàng nha mình không. Ủa vậy hả? Rồi từ Bảo Lạc qua Bảo Lâm nó ở luôn. Không, ngày xưa nó ngày xưa thuộc bạn nó chỉ là một huyện thôi, nó tách hai huyện ra thì mới thành. À. Lâm. Hồi xưa thì Bảo Lâm thuộc Bảo Lạc. À, năm 2000 thì vẫn là mới có hơn 20 năm chứ mấy. Vui quá, cung đường này đi nhiều bất ngờ thú vị quá cả nhà ơi. Đúng là điểm đến là hành trình. À. Ước mong có dịp trở lại ở nhà bà con Lô Lô. Ước mong có dịp trở lại mời bà con ăn phở. À, để coi cái điểm trường ở đây là ở đâu nè. Là có con đường, có cái cầu, cái có cái cầu cái khác hẳn ha, bà con được bán cây sâu một ly. Cái nhà cổ đẹp chưa? Nhà mái ngói âm dương luôn nha. Nhà gỗ mái ngói âm dương. Khu vực biên giới. Ủa? Khu vực này sao gọi là khu vực biên giới anh Thi? Ừ. Thi đi ra ở chỗ... Má ơi! Đường biên đi. Ủa, ghê quá. Ủa, đường này có đúng không vậy anh Thi? Chả biết đâu. Nó thẳng một đường đi này. Ở trên kia có đường rẽ trái không ạ? À? Không, ý là vừa lúc xuống dốc nào, cách đây mấy chục mét nào có rẽ trái không? Có đường rẽ trái. Nhưng mà người ta cứ nói cứ đường thẳng đi hả? Anh đoán thế, cũng chưa hỏi. Biết đâu thì đến. Hỏi, quay lại. Trời ơi, quay lại mà lên dốc rồi quải lắm rồi nha. Okay. Tôi nghi nghi trời. Đúng á, cái đường này đường núi cao quá, người ta mới phá ra nè. Anh Thi căn cứ vô đâu để anh Thi chọn đường này? Ừ? Có phải nhìn cái núi người ta phá mở rộng đường không? Ừ. Nhưng lại cái hình thù đường đoán chứ. Trời ơi. Ủa, chào các bác. Ủa gà, quái quá. Thế người nào nhỉ? Lạ nhỉ? Khóa cửa. Bây giờ là xuống dốc đó ha. Ừ. Bây giờ là xuống núi. Xuống núi cũng quải lắm á. Bao nhiêu năm bà con trồng rừng sao mộc, bữa nay bà con được hưởng rồi đó. Sao mộc trên núi đó cả nhà. 20 năm. Hôm nay quên hỏi là bao nhiêu khối. 30 khối ạ. Bao nhiêu tiền một khối? À. Em lại không hỏi, chỉ biết là mắc gấp đôi cái thường thôi. Ừ. Mình hỏi nữa thì nó hơi thô bạo. Cũng tò mò đó, nhưng mà điều mình hỏi nữa thấy nó kỳ kỳ. Ví dụ mình không quay phim mình hỏi thì còn tạm ok. Tại vì chắc gì người ta muốn chia sẻ cái thông tin đó. Anh trồng nhiều mà kia. Kia toàn đồi sa mộc. Thời gian là bán không được. Bán không được thì cứ giữ đó thôi. Ừ. Càng to lên càng bán nhiều tiền. Sau đấy thì lại có một thời gian là tranh nhau mua. Nói chung là thị trường này do Trung Quốc quyết định rồi. Hoặc là do người Việt mình có thêm được kỹ thuật á, thì lúc đó lại không phụ thuộc Trung Quốc nữa. Ừ. Ở trước đây có những cái đoàn xe của dưới Thái Nguyên đấy.
từ cái sức bản xe mà phải nói rằng ơi, có thú không anh Thi? Đi ra thế mà còn đòi mua măng không? Thôi ghê quá. Trước sau là một đống rồi. Đồ nó sao mọc trồng lên tới đỉnh núi luôn á cả nhà. Cái quả núi mà sáng sáng đó trồng lên tới đỉnh núi luôn. Mọc nhưng trồng khá lâu nữa. Phải 20 năm. Dễ sợ. Quế thì có 10 năm, 5, 7 đến 10 năm là bán rồi. Nè, cây hồi. Ồ. Hồi đây đã. Cái này mà hồi nãy không dừng nghỉ mà chạy lúc tay lái mệt là không chạy nổi anh Thi. Cái đường nhưng mà kinh khủng khiếp vậy nè. Em có cần xuống đi bộ không? Cái đường nhưng mà đúng cái đường xe đi à. Mưa đố nào chạy được. Thách đố luôn á. Dân chúc, chạy được. À, chúc mừng những ai Tây Phượt nào đi trúng mùa mưa. Chúc mừng. Mà người ta đi á, người ta không có chở người á, nó dễ chạy hơn cả nhà. Tự lái một mình, bởi vậy Tây nó đi là nó luôn luôn đi một người một xe hành lý. Thôi chứ không có chở người rất là khó. Bộ xuống dốc khó chạy hơn lên dốc á. Xuống. Đó, rất là vất vả khi mà chở hành lý như vậy đó cả nhà. Cực lắm. Nên là sợ lắm. Đó là hành lý gọn nhẹ nhất rồi đó. Mặt đường đây, mặt đường dày đây. Tiếp tục cả nhà, bây giờ 4:20. Nên là cái quả núi này nó che nắng hết rồi. Xa xa chỉ còn ánh nắng từ quả núi xa xa thôi. Căn nhà rất là đổi bật, rất là đẹp, rất là cùng với màu áo của bà Bốn Phở. Nhìn cái núi là tôi quải dữ vậy trời. Phía trước có người kìa. Rồi ai nhường ai đây? Hay dừng hỏi luôn đi. Đúng đường không? Alo. Em cho hỏi một tí với. Đường đi Đức Hạnh phải đường này không? Phố Vai chứ. Đi thẳng như này. Đi Phố Vai chứ. Vâng, đi Phố Vai mà đi thẳng như này đó. À, có một đường. Bây thôi. Giờ
cô giáo á. Còn trời đường ơi, còn xấu nhiều không chị? Đường toàn đi đường như này thôi. Má ơi. Là thôi vui quá. Bây giờ về nhà. Không, em đi lên điểm trên đi. Rồi, cảm ơn nhé. Cô. Má ơi, có còn em xuống không? Thùng gì to đùng vậy trời, này thấy trộn bê tông hả? Không, hấp dầu. À, đồ nghề hấp tinh dầu của bà con. Đây nữa nè, vương vải đây. Ôi đỡ rồi, đỡ rồi. Lại nhìn đường khó quá, đâu cần em nhìn đường làm gì, tò mò đó mà đâu dám quay nhìn, tại vì quay là khỏi lái luôn, em còn phải nhắm mắt để cho qua được những cái đoạn đường khó này để không để lái cho nó dễ. Dần xây thành con đường Đức Hạnh. Cũng bị đập sạt lở núi nữa. Mệt à. Đời. Ồ, xa xa có một cái nhà máy ngói chị. Vừa có đường cái bà con người giao biết kinh doanh nữa ha, chạy vô mua xong mọc liền. Vừa có cây cầu xong, điều đó đồng nghĩa là bà con ở đây làm kinh tế đỡ hơn. Ồ, đây một trong những cái căn nhà số đi đơn giản, đâu có ngờ đi mệt dữ vậy đâu. Rồi lúc đi hào hứng lắm. Ở đây cho bà con xài cái nước bồn nước màu xanh lá vui quá, nhiều nhà vậy. Xin chào đu tàu tiên vậy đó, người Nùng hả anh Thi? Sao biết mặt mũi anh mặc nhà cửa, nhà cửa và mặt mũi vào quần áo hả? Nhiều thứ để nhận ra. Núi này sao nó lạ lạ vậy? Hạt rẻ. Ô,
sai phết. Cái vách núi bên trái nó lạ lạ nè. Làm đường ở đây hả ta? Dân đây. Bên kia có một bản làng kìa. Ê, có khi nào nãy mình bay flycam cái bản làng này không ta? Cũng có thể nha cả nhà. Không đâu, làm gì bay tới, xin lỗi, lộn lộn. Bên kia cái bản làng là bay bên kia rồi, đâu có bay tới đây. Mình nãy mình bay ngược lại, mình không có bay tới. Mình đang đi tới nè. Vì cái mấy cái nhà mà mái ngói bên phải đó là người Lô Lô hay người Nùng anh Thi? Người Nùng hả? Người Nùng, người Giấy. Nãy quên hỏi cô giáo là bao xa nữa ta? Những căn nhà gỗ cổ. Trên 20 mét á. Nên nhìn cái cung đường này nó cũng hùng vĩ lắm. Cái gì này đó. Ôi bò ơi bò. Mày đâm tao đi tao đâm mày nè. Mày đâm tao đi tao đâm mày nè. Nhường đi. Cảm ơn bò. Dạ bà. Má ơi. Mẹ ơi. Phải sao thấy cái dấu này không phải mới. Quá khủng khiếp. Đường cũ hả? Thảm hơn nữa. Trời đất. Bùng hết ra làm lại rồi. Chuyện thế này. Sạt lở nữa. Mệt mỏi luôn á. Mắt mệt à. Bị đặt sạt lở nữa. Rất ư là mệt mỏi. Đẹp cả nhà ơi. Cái này là hơn một năm nữa mới xong. Vừa làm vừa
dữ quá ha. Giống như là ngựa, có khác gì phi ngựa đâu trời. Đây người ta nói là xa yên thổ khổ đức hạnh là chỗ này đó. À, tức là nó không có đất canh tác ngô lúa ấy, chỉ có trồng được cây mì, cây sắn ấy. Không có đất canh tác ngô luôn hả? Ngô lúa là hiếm lắm. Thương quá vậy. Thế bởi vì ngày xưa thì nó những cái làm gì có cái để trồng cây này để làm bán được cho ai đâu. Những cái cây công nghiệp này. Như đến bây giờ ấy thì chính cái vùng này vùng khó khăn ấy thì lại người ta lại có vẻ là khá giả hơn là cả những cái vùng mà có nhiều đất đai canh tác, bởi vì người ta lại cơ thể thị trường bây giờ là người ta trồng cây công nghiệp ấy. Ra nắng rồi mừng quá. Trồng cây công nghiệp ấy, như là hồi quế rồi dầu sở rồi đủ thứ. Những cái cây rừng á. Không. Ta trồng chuyện dạng như cây rừng, kinh tế rừng á, đúng không ạ? Kinh tế cây trồng 20 năm trước họ rất khổ luôn. Ừ. Bây giờ thì sau 20 năm chịu đựng thì bây giờ tới lúc người ta được thu hoạch rồi. Và thêm cái con đường này nữa, quá phù hợp luôn. Đây, ví dụ như là 20 năm trước người ta trồng cây sa mộc ấy. Trời, tôi tiếng. Mệt rồi đó. Một tiếng. Thì không lên đi. Không, kiệt. Má ơi. Má gì mà má, đấy rồi. Cái tưởng không tối rồi. Đấy là nhanh đấy. Còn nếu mà chậm thì chắc là còn hơn nữa. Tức là tối mệt thì chưa chắc đã đến bến. Trời. Trời nhưng mà trời, mình nghĩ là dễ lắm. Vậy mình có qua phà không anh Thi? Có. Có vậy mình đừng có qua phà, sáng mai mình hãy qua cho em xuống đi. Mình ở nhà cái em trai, em phó vậy đó, cho em xuống đi. Cái em trai hồi trước mình, hồi trước anh Thiên có hả? Em và lại ba của cái bé gì đó. Cho em xuống đi. Đây cái vực ghê lắm cả nhà. Ghê lắm. Khó chạy là một phần. Cái hành lý mình cột xa phía sau đó cả nhà. Mình nối yên á, nối ra mình cột cái hành lý nên nó càng, hành lý nó càng xa thì cái việc chạy xe nó càng khó. Đi đến ủy ban ơi, đi chứ. Ủy ban mới về hả? Bao lâu nữa tới ban trời? Đây á, 7 cây thì sao? Trời ơi, 7 cây. Theo đường này đi, theo đường này đi. 6 giờ 40 phút rồi cả nhà. 4 giờ 40 phút rồi. 7 cây mà đường núi như này. Cũng đuối lắm á nha. Trời ơi. Kinh khủng quá vậy. Tiếp thôi cả nhà. Sau khoảng 5 phút nghỉ ngơi. Gặp cái anh đó, anh nói còn 7 cây số nghe mà rầu. 7 cây số đường núi thật sự không đơn giản, nếu mà đường xấu như thế này xong rồi mới tới đường đẹp. Quải chè đậu thì
mà chắc không xấu như hồi nãy giờ đâu hả? Đó. Cái đoạn trên này nó dốc quá. À, lên dốc trở lại. Sỏi xuống. Cảm ơn đã nhường đường. Ô mong mình bên phải. Mình bên phải mà. Ô, cái trường học đây hả? Điểm trường hả anh Thi? Trời đã xuống núi rồi, còn một nửa không mặt trời thôi kìa. Đúng hướng Tây. Đúng hướng Tây đi luôn. Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây. Trước mặt lại là một cái rừng sao mọc. Đi Hà Giang, chiều đi, đi Cao Bằng. Em xuống không? Xuống phải không ạ? Không cần hả? Ghê ghê vậy. Ra đây có ánh sáng á, nó không bị chấn núi, nhìn nó đỡ u ám và đỡ lo lắng hơn. Hồi nãy đi cứ sợ trời sập tối không à, còn bây giờ thì nhìn thấy ông mặt trời rồi thì không còn lo lắng như hồi nãy, tâm lý nó khác. Thôi mang bà này đi bán Trung Quốc đấy. Lại nhớ chị nhớ dù chị nói. Đoạn này nãy giờ đi chưa có thấy dấu hiệu làm phá mặt bằng làm đường ta ơi, chưa thấy dấu hiệu. Rồi đường này 2 năm nữa mới xong. Lúc đi mới càng lúc càng đi càng giữ đó thời gian dài ra ai như mà bán phở không trời. Lên đến 3 năm. Đi tới nơi chắc tới 3 năm mới xong cái đường này quá. Hello em Kỳ. Những cái cây sâm mọc á, nó vô khung hình á là cái khung hình chúng ta đẹp hơn cả nhà ha. Nó thẳng đứng rồi nó như là trời Tây vậy. Tây Tây. Nó Tây Tây, nó ta ta. Má ơi, má ơi, má. 7 cây số như vậy thật sự là nghe mà nó nản. Thà lên dốc. Xuống dốc đuối quá. Đúng không anh Thầy? Xuống dốc là khổ hơn đúng không? Phía trước sạt lở. Bài này cả người. Hướng phía Tây. Hai bỏ vai. Ê ẩm hết. Trời ơi. Trời ơi. Ô ô ô. Ô bà ơi bà xuống cho tôi. Đúng rồi. Phải xuống rồi. Thôi đi bộ em thấy còn khỏe hơn á. Chứ mà trời ơi đi chạy đi cái đường nó như vậy nó quải chạy đậu trời ơi nó nhúng nó muốn rớt hành lý vậy đó đó họ sao bọn phở không phải dịnh đó, bọn phở phải dịnh mà bọn phở mỏi tay lắm đó, mình nối ra nên nó đâu có chắc chắn đâu và đồ nghề lại không chuyên nghiệp nữa đâu phải cái đâu có mua cái đồ mà nó chuyên cái ba ga thì nó còn đỡ. Trời ơi không có ngờ luôn á cả nhà. Thiệt sự không có ngờ. Không ngờ đi nó cực dữ vậy luôn á. Ham hố cây cầu thấy ta xây cây cầu xong cái đi hả? Ham hố mà ra đó.
cái nhà này cũng lâu năm ha. Những hình ảnh này rồi dần cũng sẽ biến mất. Có không có người ở nhà hả ta? Có sự sống. Không phải nhà hoang đâu. Có... cái nhà tắm bằng gỗ luôn, cưng không? Chỗ này sạt lở. Anh Thi vẫn còn qua cái đoạn đường gian đây. Đi bộ không biết khi nào mới tới, nếu mà 7 cây số. Má ơi, trời ơi, sorry anh Thi bà bóng phở số dài. Rớt đồ luôn nè. Đó, rớt găng tay nè, thấy chưa? Đó, nó dòng nó rớt vậy đó. Ờ, có người ta cắt cỏ cho bờ kìa. Trời ơi, bên kia sạt lở. Cái cây to nó ngã xuống luôn kìa cả nhà. Phở đã cứu được một pha. Tía má ơi. Má ơi. Trời ơi, tôi biết nó có sức đủ chịu đựng 7 cây số này không vậy trời. Ồ, cây cổ thụ đẹp quá. Bên phải á, còn cây này bị ngã. Tiếc ghê. Cây này nó bị ngã hồi nào vậy con? Lâu chưa? Liền gần đây hả? Ồ, ờ, cô chào con, giỏi quá. Con đem chén cơm đi đâu đó? Chân mèo. Chân mèo hả? Ừ. Cặp giò thẳng dài đẹp chưa? Còn nhiều cây cổ thụ quá. Nhớ giữ gìn cây cối, đừng có chặt nha con. Ừ. Một cái đoạn đường quá gian nan cả nhà ơi. Chúng ta tiếp tục hành trình. Tạm biệt những cây cổ thụ. Mừng quá, ở đây bà con còn giữ được cây cổ thụ nhiều quá. Mong rằng là trong quá trình làm đường, cây cổ thụ vẫn được giữ gìn. Cái này đường làng luôn á. Như là công trình này chưa có đụng tới khúc này đó anh Thi. Đúng đường làng luôn. 7 cây số đường làng. 8 cây, 9 cây gì chứ. Thì mình đã đi một đoạn. Cái đoạn từ, nói chung là từ cái quán mấy đứa nít á. Được một đoạn tốt rồi còn là bắt đầu gian nan. Cô bé này chở gì đây? Má ơi, cổ bể rớt. Xin chào, chào con. Nếu mà không gặp cái chú hồi nãy á, có khi nghĩ là sai đường á anh Thi. Mà có đường nào để đi đâu mà gọi là sai, có một duy nhất một đường à. Ủa có khi nào là mình đi là cái đường bên phải không anh Thi? Không phải đâu ha. Cái quả núi bên phải trước mặt á là không phải đâu ha. Lũng mình á. Ôi cái đường dứt dắt kìa. Trời thẳng trước mặt chúng ta một cái quả núi. Trời ơi có điều kiện bay flycam là ngon lành luôn á anh Thi. Trên kia là nhìn xuống sông Nho Quế luôn. Lũng Mần hả? Là cũng Bảo Lạc, Bảo Lâm luôn ha. Cũng Bảo Lâm Cao Bằng luôn. Đức Hạnh vậy. Cũng thuộc xã Đức Hạnh hả? Ôi anh Thi nghỉ mệt đi anh Thi. Em bay flycam chỗ này một xíu đi. Là tối là không đi được đâu đấy. Ờ mà còn tới 5 cây số, 6 cây số lận không được. Còn cái số đường xấu nhiều quá. Con đường xích sắt phía trước ghê quá, hùng vĩ quá. Ôi 1 2 3 4 5 6. Nhìn sơ sơ là 7 tầng rồi. Đi còn chưa không kịp. Không ngờ. Đây cơ quan gì đây?
để làm. Trời, nhà văn hóa. Nhà văn hóa để làm công trình luôn đó. Mượn làm cái điểm chắc quản lý công trình này luôn á. Ta cái con đường rất sắc ở nhà thấy không, cái núi xa bên kia bờ sông á, suối xa thì xa đó. Ồ, đứng vào đây bay là quá đẹp luôn á, bay rất là dễ. Dây điện ở dưới thấp nữa chứ. Truyền thống quá ha, đi đám ma bằng củi, rượu gạo. Cái cây tre này người ta để làm gì, để thiên á hả? Nhà người Tày hả anh Thi? Nùng. Ở đây chỉ có nùng. Đấy. Cái dây điện rồi, mình chạy ngang cái dây điện luôn cả nhà ơi, ghê chưa? Những cái cột điện cao thế mà chúng ta chạy ngang nó luôn á, sợ thiệt. Hồi xưa anh Thi đã từng đi cái cung này hồi xưa rất xưa lơ rồi đó hả? Đường nó giống bây giờ không anh Thi? Nó nhỏ nhỏ. Chỉ có nghĩa là đường đã được cải tiến một lần rồi đó. Đây là cao đi, cái kia nó chỉ tầm khoảng 3 mét thôi. Rồi đi đấy. Nói chung là xe tải 3-4 tấn kia đi được, 5 tấn kia đi được. Bây giờ xe tải lớn luôn. Phát tiền cứu đói cho bà con người Mông này, 53 hộ người Mông thì có 53 hộ người Mông thì có 34 cái đôi dép tổ ong rách. Cái củ này đừng nói chắc người ta đi hái củi về thôi hả, chứ phải đi đám tang thôi hả? Lũng mình đó hả anh Thi, hay là bạn ở đây? Lũng mình đấy. Là mang dép chung đó hả? Tức là không có dép để mà đi, nó nghèo lắm độ. Trời đất ơi. Rồi lúc đó anh Thi đi gọi là cái gì? Cứu đi gì vậy? Phát tiền Tết cứu đói, tiền Tết đấy. Là đi đường này á hả? Ờ. Ủa rồi đi đường này mà qua được cái lũng mình bên kia xong hả? Không, không lên lũng mình đâu. Ở xã. À, đi tới xã thôi. Ừ. Rồi xã mới tự phát cho nhà dân. Không, nhà dân thì gọi về thông báo trước à. Ừ. Dân nó mới xuống. Ba mấy đôi dép của ông. Nghèo đó, nó không có đôi dép để mang, dễ sợ. Đôi nào đôi đấy là phải vào viện bảo tàng ấy này. 2005. Ô, con suối mà đi. Ừ. Có cây cầu xa xa, có cây cầu vậy ta? Đường cũ. Có cây cầu bê tông nha anh Thi. Đường cũ ấy. Đường ngày xưa anh đi ấy. Bây giờ nó mở lại. À, như vậy là cái đường này đã cải tiến một lần rồi đó. À, một vài lần rồi. Một vài lần rồi. Ừ. Là lúc anh Thi đi là năm mấy ạ? 2004 và 2005. Là cách đây 20 năm đó. Xe máy xong là về đến nhà là cũng vọ vẹo tất cả người kiểu này. Ủa mà đừng có đi về trong ngày luôn hả anh Thi? Đi về trong ngày luôn. Má ơi.
chiều phát xong là chiều về luôn. Ở dưới có mấy thử ruộng bậc thang cũng ok lắm, sâu lắm, không đủ chứ nó sâu lắm. Mấy được thử ruộng, được có mấy thử ruộng thôi. Đúng là không có đất, núi đá. Mỗi khi mấy thửa này nó cũng khai hoang từ khoảng chục năm nay trở về. Ngày xưa có lẽ là chục năm nay có xe xúc đồ này nọ mới khai hoang được hả anh Thi, hay là sao? Cũng có thể, có tiền một chút về bán được cái này cái nọ. Dừng lại bay flycam. Thôi. Hả? Thôi. Ây da, em xuống. Ây da. Đấy, 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 đấy. Khoan. Wow. Anh Thi đi xuống chỗ này luôn rồi em đi ạ. Anh Thi xuống hết cái đoạn dốc đó đi rồi, rồi lên cái dốc kia rồi em đi. Em lên xe lại cho nó an toàn. Nó xuống cái dốc này á, coi vậy chứ nguy hiểm lắm á. Nó rung, nó lắc như là cái gì vậy đó. Nó muốn si cà que rồi, cố đỡ mà ơi, nó dậy đó cả nhà. Cố lên. Xíu đi, đứng đây đi anh Thi. Ồ, đẹp quá cả nhà ơi. Vậy là cái cầu này là cái đường cũ anh Thi đi á đúng không? Ờ. Ôi. Đúng rồi, ngày xưa đi qua suối này nhìn tượng đấy. Đẹp quá. Đây, con thác đây cả nhà ơi, đẹp quá. Trời ơi. Đó, nó có cái cầu chúng ta thấy không? Đó, đường cũ, bây giờ đã đường mới rồi. Tạm biệt con thác. Ui. Các em xuống lên Thi. Ok. Thôi một khối ở phía trước thì nó dễ hơn rồi. Đi đèo lại còn cũng không được. Nhờ người ta chở phụ luôn, có người phía sau á anh Thi. À, đi nhà người ta gần đây. Thấy cái nhà này từ hồi nãy tới giờ mà bây giờ mới đi tới. Cái nhà kia túc trên cao ghê người ta, khúc khúc kìa. Từ hồi gặp cái chú mới nói 7 cây số tới giờ đi được mấy cây số rồi anh Thi? 3 cây. Còn chỉ là còn 3 cây số đau khổ nữa. 4 cây số đau khổ nữa.
nhà rồi kìa. Có vài thửa ruộng bậc thang. Tự là không đều ai thì đi ké rồi đó. Cho anh thi nhẹ bớt. Ai đổi hàng đi. Trường hợp này đổi tài là nhanh hơn này. Còn thấy cái cung đường rít rắc lủng mật kia. Ủa mình đi hoài sao không bao giờ thoát ra khỏi cái chỗ đó hả anh Thi? Kìa cả nhà. Ghê không? Nhìn cái nó sạt lở kìa cả nhà. Ghê quá. Triệt để nguyên tắc nhắm mắt. Cho anh Thi dễ chạy. Giỏi, cô đi nha. Cái mặt ánh sáng sủa trắng ngút rồi, sáng trưng rồi. Dân nùng này mà ở đây mà ăn uống no đủ là đẹp lắm. Người nùng đẹp lắm hả anh Thi? Nói chuyện dáng người thì sao? Nãy em thấy cái cô bé đó, cái dáng người thẳng băng như hoa hậu luôn. Nãy lúc em đi bộ em không có nói anh Thi là cái cô bé cái chân thẳng ý như hoa hậu, đẹp lắm, ấn tượng lắm. Đẹp trai xinh gái là đẹp lắm. Mà cái nét đẹp của người nùng nó tương tự cái kiểu như là Trương Tử Di á. Cái kiểu như là, không lẽ Trương Tử Di cũng cùng ta? Nó là gen của người Hồng Kông có thứ, Quảng Đông. Rồi không biết mình lên dốc hay xuống dốc luôn á anh Thi. Chắc là bằng dốc rồi. Lên không xuống đi bằng. Cái chùa
chuồng bò hơi cổ, còn hai cái máng gỗ đẹp ơi là đẹp, chỉ có nhà xây thôi. Bà con xây nhà ống hết rồi, buồn ghê ta. Bà con mà xây cái kiểu truyền thống thì đẹp biết mấy. Bà con có tiền, thu nhập tốt từ cây rừng, bao nhiêu năm, 20 năm chịu đựng khổ sở thì hôm nay bà con đã bắt đầu có cuộc sống mới. Đi đường nào? Cái nhà đẹp chưa? Cái nhà cổ đẹp chưa? Bên đây có cái quán sửa xe tạp hóa. Cô chào con. Con ơi, đường đi về Khâu Vai là đường nào hả con? Con có biết không? Nhà con nít không à, cưng chưa? Không biết nói hả? Biết mà. Con có đi học thì con biết mà. Hả? Mẹ đâu? Ba đâu? Bố đâu? Bố mẹ đâu? Mẹ đâu? Nói tiếng kia không hiểu. Đó, anh Thi đang hỏi thăm, tìm được người. Hỏi thăm đường. Cái nhà này đẹp quá cả nhà. Bọn phở mê cái nhà này quá. Đẹp ha. Đó, ở dưới sàn để xe máy rồi. Đó, bọn phở ước mong là bà con có tiền xây nhà thì xây theo kiểu này nè, thành một cái nhà lầu á. Theo cái kiểu này ước mong ghê lắm. Nhà nước cần có một cái chính sách định hướng cho bà con, để rồi dù cuộc sống bà con vẫn tốt hơn, nhưng mà lại là phát triển du lịch rồi bán hàng hóa nó dễ hơn. Chứ bây giờ thời buổi bây giờ mà cứ không có một cái đặc trưng riêng thì hơi khó. Anh đi xong lên lên dốc xong là xuống dốc xong là qua bè qua sông là lên Khâu Vai luôn. Cảm ơn. Cảm ơn. Còn xa không anh Thi? Còn xa không? Từ đây xuống khoảng 2 cây số bắt đầu rẽ trái. Rẽ trái nữa, tưởng 2 cây số tới phà chứ. Rồi bao nhiêu cây số nữa mới tới phà? Đi khoảng 100 mét. Vậy là rẽ trái mới là ra cái đường cũ mình hồi đó bố bé ấy chở em đi ha. Chắc bố bé Hà. Trời ơi. Chào con, nói tiếng kia không có hiểu hả? Bà nói xấu, nói tiếng kia không có hiểu. Mà còn chạy ra nhìn người ta tò mò, đúng là mấy bà con nít mắt mở ra. Đây, cái nhà này đẹp chưa? Đó. Kế một bên cái nhà truyền thống. Ồ, nghe tiếng xe là cái xe từ ở trên kia chạy xuống đó cả nhà. Chắc là có khi đi rừng lên đó, đường rừng, đường vườn của bà con quá ha. Cô đi nha con. Con gái ơi, cô đi nha. Bye bye con. Dễ thương. Dễ thương lắm. Chó bye bye đó kìa. Xóm này là xóm Cốc Phung. Cốc Phung, xã Đức Hạnh. Cốc Phung nghĩa là gì anh Thi? Nghĩa là cây mơ. Cây mơ là cái gì nhỉ? Lá mơ phải không ạ? Lá mơ thịt chó hả? Hỏi cô con gái hái mơ dài, cô trẻ đường mơ vậy xa. Là trái mơ chứ không phải là mơ thịt chó đúng không ạ? Đúng rồi, trái mơ. Cái trái mơ đó để ngâm rượu rồi đó. Làm siro mơ. Dạ đúng rồi. Khung cảnh này đẹp quá cả nhà ơi. Mơ ấy. Ủa bên trái giống như nhà văn hóa vậy anh Thi? Ồ, tới nhà văn hóa rồi sao? Không, tiểu đội dân quân thường trực. Ôi trời ơi. Vậy là chưa tới nhà văn hóa, vẫn còn mấy cây số nữa. Đi một tẹo nữa là đến biên giới ấy. Cho nên là nào có một cái tiểu đội ấy. Ủa vậy là Lũng Bật là xóm biên giới hả anh Thi? Biên giới sát luôn. Vậy cái Lũng Bật này nó có phải bên kia sông không hay là cùng phía mình đang đi ạ? Ở bên này cũng cùng phía mình. Cùng phía luôn hả? Vậy là chút nữa mình sẽ đi dưới cái chân núi Lũng Bật đó đúng không? Ta càng tiến gần với lại cái chân của Lũng Mật rồi nè. Vậy là nếu mình đi Lũng Mật mình cũng phải đi đường này hả anh Thi? Không, có cái đường khác nó làm mới ở bên Bảo Lạc sao đấy. À nó có 2 đường lên, một hướng từ Bảo Lâm, một hướng từ Bảo Lạc, đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà
có bể tí. Lũng mật đấy, bây giờ người ta đang không biết là có đã mở chưa, trước đây người ta tính là mở sang Sơn Vĩ ấy, từ Sơn Vĩ ấy, Hòa Giang ấy. Đấy, nó là một cái giải kia là thành một cái đường chung luôn, bởi vì nó còn liên quan đến an ninh quốc phòng rồi đủ thứ nữa. Bước gì được đi ha, không biết là đã mở chưa rõ. Trước đây nó có dự án làm kiểu đó của Bộ Quốc phòng, người ta làm bữa nào ráng đi cùng đó một chuyến anh. Vâng, em đảm bảo là nó không có xấu như cái này đâu anh Thi. Đời mệt. Đường còn xấu như vậy không em? Chị đuối lắm rồi đó. Lê chắc là nhà trường hay là ôi dồi ôi, làm nhà đẹp thế mà ở chỗ này. Nhà giàu. Cô con gái 20 giờ, cô trở về ưa đường thì xa, mà ánh chiều hôm dần một tấc, hay cô ở lại về cùng ta. Má ơi, em nín thở mà anh Thi còn đọc thơ được nữa. Thế tôi nói đời. Thở cũng không giống thở luôn. Không ngăn thở với ra thơ được chứ. Thơ hỏi thở. Nguyễn Bính. Như hôm qua. Thôi em ở đây xong là cô này lên đây đánh nhau. Đổi nhá. Đổi hàng. Cống than vãn. Ô, tới nhà trường hay sao đó. À, tới rồi đây, trường học rồi đây. Dễ sợ. Chỉ một câu nói của chị ấy là ở trên kia, mà nó sắp tận suốt gần đây. Đúng đâu, chị phải nói là ở tuốt trên kia chứ. Tận mãi trên kia chứ. Trường tiểu học, trung học cơ sở Đức Hạnh. Trời ơi. Đội sản xuất số 2. Bộ Quốc phòng. Đội sản xuất. Rồi tới ủy ban rồi đây. Rồi, tới ủy ban là hết đường xấu nha. Tới ủy ban là hết đường rất xấu nha. Chỉ còn đường xấu mà thôi. Cái ngã ba này là mình quẹo trái hả anh Thi? Không, chưa. Chưa hả? Đây là quẹo. À, cái đường vô phố nhà nước. Hồi xưa là anh về đây rồi. À, hồi xưa là anh Thi đem tiền về tới đây thôi. Ủa, cầm tiền mặt luôn hả anh Thi? Tiền mặt. Chứ hồi xưa làm gì có vụ rút tiền này nọ. Lúc đó chưa có ngân hàng Agribank luôn hả? Có, cũng có ngân hàng rồi, nhưng mà ngân hàng thì ở dưới thị trấn thôi. Chứ chưa có tới xã. Chưa có ATM, chưa có gì cả. 20 năm trước mà thế giới đi tới đâu mà mình vẫn như thế nha. Xương đó. Mùa này có lẽ là bà con vào phát tiền thì phải mang cái hộp dấu đỏ đi đó. Nghĩ là sao ạ? Điểm chỉ. Dạ. Điểm chỉ. À, ai nhận tiền thì phải ký ha. Nhưng mà không thay vì ký thì phải đánh dấu bằng tay thôi phải không ạ? Đúng rồi. Ghê nhỉ.
như vậy thì mới đảm bảo chính xác ha, không có đi đâu được. Vậy là ai mà vắng mặt là không được lãnh đó. Đúng rồi. Bà con đi bao lâu mới được, đi tới bao xa mới được lãnh tiền? Bà con đi bộ. Đây bên kia ơi. Trời ơi, trên cái... Đây bắt đầu từ đây nha. Bắt đầu từ đây chúng ta hình dung được một phần. Ở đây rất là thủ. Nhiều cây đa cổ thụ. Mừng quá. Ơi, ở bây giờ không biết còn. Đây nè con đó anh đi. Chừng nào mà tới cái điểm nào mà anh Thi nói thì lũng mặt nó tút trên kia luôn á hả? Trời ơi, là mình chưa tới còn xa lắm, chừng nào tới anh Thi nói nha. Đó là mình chạy xe đó cả nhà. Bây giờ là 7:30, 7:30 để chút nữa coi thử tới đó là bao nhiêu. Mình chạy xe thì bao nhiêu, còn bà con đi bộ thì sao? Ra đại lộ Đông Tây rồi. Đại lộ Võ Văn Kiệt. Đúng là đi ra tới cao tốc rồi, mừng quá. Này cũng là đường bê tông thôi. Như vậy không biết cung đường ngoài kia làm là đường gì cũng bê tông hả anh Thi? Hay là nhầm mẹ đường rồi. Kia nó không có ngã ba thì không được phải không? Ý, thích bà người ta nói có ngã ba phải rẽ trái đó. Chứ thấy đường ngon quá cứ đi theo đường nhựa là ăn cám luôn đường lên đấy. Dốc rồi kìa. Không, nghi lắm. Mình hỏi, dân không thôi ạ. Nghi lắm. Hỏi dân đó. Có người rồi nè, có đứa bé. Ê, có người lớn kìa. Thôi thôi. Chứ lên dốc này sao nổi. Em ơi, cho hỏi đường về Khâu Vai có đường nào nhỉ? Ngược lại. Ngã ba trên này phải không? Rồi rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Ngược lại cả nhà ơi, nghĩ rồi đó. Ủa sao đường này đi đâu mà đẹp dữ vậy? Lũng Mần. Vậy hả? Đường này đi Lũng Mần. Vậy là chưa tới cái điểm kia ha. Chưa tới cái điểm mà bà con đi mình hình dung được cái độ xa của bà con ha. Cận rất là gần Lũng Mần. Nó chỉ bên kia là Tịnh Tiến làm cái cầu cái là nhanh mà giờ phải đi vòng cả mấy cây số ha. À ngã ba này đó hả? Ngã ba này quá khúc luôn. Không thấy luôn. Tiệm sửa xe máy đây. Quá khúc nha cả nhà. Cắt tóc bấm lỗ tai. Bông sửa má vá mồng chinh. Bây giờ thì cái xóm Lũng Mình nó nằm bên tay phải chúng ta. Ngày xưa thì đường nhỏ này này. Nhưng mà chưa có bê tông này đâu. Đó, cái quan trọng em đang tính nói, quan trọng là cái mặt đường. Một mét cũng được, ví dụ như đường lên Lũng Quẩy cũng được, đúng không? Nhưng mà với điều kiện là phải mặt đường là phải ra mặt đường. Một mét cũng được, chứ còn mà mặt đường kiểu như vừa rồi quá khổ. Đúng vậy. Từ cổng 8 sang cổng 10 mà mất 5 tiếng. Đúng không anh Thi? Đúng luôn hả? Đúng luôn. Vậy là anh Thi đón đi, bao nhiêu cây số hả? Bao nhiêu cây số? Đoán ở đâu? Đoán là cái đường mà vừa rồi đó mình đi đó, từ cái cầu á, bắt đầu từ hành trình tới giờ á. Hành trình tới giờ? Hai mấy cây số ạ? 300 cây. Thời gian đi được 300 cây. 300 cây vậy là suy ra là 30 hả? Ồ, cây cổ thụ quá trời luôn mẹ. Đấy đúng rồi. Mừng quá. Còn hả anh Thi? Còn nguyên vẹn rừng cổ thụ này. Ôi ôi, hạnh phúc chưa? Còn cũng mất một số cây rồi đó. Mất một số cây rồi hả? Ở đây thì người ta không cho chặt đâu. Ở
đây là người Nùng hả? Nùng đúng không ạ? Người Nùng người ta cũng giữ cây lắm. Xóm người Mông thì chắc tiêu hết rồi. Đây cũng của xã, của huyện người ta giữ ấy. Kiểm lâm giữ, bên xã cũng giữ, xóm cũng giữ. Cho nên là bây giờ người ta cấm hết rồi. Đừng có động vào. Động vào thì đi tù thế. Đếm từng cây, bây giờ có cây có số hết mà. Ngày xưa thấy nhiều hơn. Đó, xa xa bên kia đó, người ta thấy đó. Cây, rừng cây rừng nè. Đó, đẹp chưa? Đã ghê luôn á. Để do già, do gãy đổ, thiên tai. Bây giờ là đường lên Lũng Mần là trước mặt chúng ta, nhưng mà bên kia cái thung lũng phải đi một dãy núi khác, chúng ta không có đi qua đó được. Ủa anh Thi, vậy cái đường này phải cái con đường mà ba bé Hà chở em đi không? Không, cũng không phải luôn. Chưa ra tới cái đoạn đường chung đó ha. Chưa ra tới cái đoạn đường mà xuống phà đó ha. Chừng nào mà xuống phà. À rồi, em biết rồi, có một cái ngã ba, anh Thi nhớ không? Có một cái ngã ba. Rồi. Là cũng cách khá xa đó nha. Vậy mình cũng còn mấy cây số nữa đó anh Thi. Là cái chỗ đó mới một ngã ba thì thay vì em quẹo phải là ra đây, thì em quẹo trái đi ra đường đó đó. Bây giờ mới hình dung. Phải đi vào đường vào Ủy ban Nhân dân xã Bất Hạnh. Đây, ngã ba sắp đến. Một căn nhà ống hiện đại, một căn nhà sàn kế bên. Ôi hỡi chi mà xây nhà sàn như vậy luôn thì đẹp biết mấy. Bà con có tiền mà. Bà con buồn quá. Bà con hãy xây nhà theo kiểu nhà sàn đi. Đây nhà sàn đây. Chiều vậy nó có nhiều cái con bò, phân trâu phân bò nhiều. Là lạnh hẳn luôn á, hay là có thể là do thời tiết á, thời tiết bây giờ sập tối nên nó lạnh. Đúng rồi. Xuống đây là buốt tay luôn. Từ 5:45, 5 giờ kia là nó có thể là nhìn thấy là nhiệt độ nó giảm nhìn thấy luôn á. Ừ. Chuyển hẳn luôn á. À, từ khoảng 28 độ là xuống đến 20 độ luôn, nhìn bập xuống luôn. Cái quả núi xóm Lũng Mần nó đang bên phải chúng ta trước mặt á. Lạnh thấy
thấy luôn đấy. Dạ, bút tay liền nè, em đang bị rất là bút tay khi mà không đi găng tay, cầm máy quay nè. Tay đua kiệt sức là anh Thi, nhưng mà đang trở thành tay đua kiệt sức rồi. Từ kiệt sức, bây giờ sắp thành kiệt sức. Tay đua kiệt sức. Nhà trang này đẹp quá. Thêm nhà sàn này nữa đẹp quá. Ở đây còn nhiều cái nhà sàn kiểu cổ nha, có mấy cái khung hành lang, lan can đồ phía trước luôn á anh Thi. Trời ơi, cái kiểu nhà rất đẹp. Ở đây rừng còn nhiều nè. Một cách phân biệt chỗ là người Nùng, người Tày ấy, thì có thể là tên này. Ví dụ như là Cốc thì là thường là của người Nùng. Như Cốc, Cung Cốc Pháp hay là gì gì đó. Còn Na thì là của người Tày. À, Cốc nghĩa là gì? Cốc nghĩa là gốc hay là cây. À, người ta thiên về cái cây hơn. Thảo nào mà cái khu ở người rừng á, người Nùng á, người ta còn giữ rừng và cây cối, vô bản người Nùng cây cối cổ thụ rất là nhiều. Có thể người ta quan trọng cái cây quá trời. Không, thường thì người Nùng sẽ để lại một cái khoảng nào đó, khoảng rừng nào đó để làm cái rừng đấy, rừng thiêng. À, gọi là rừng thiêng. Ừ, rừng thiêng nào đó. Giống như người ta thờ thổ thần, thổ địa đúng không ạ? Ờ, đúng rồi. Cũng vừa mang tính chất là nhân văn, nữa lại có các con vật, con các thứ là người ta có chỗ trú ngụ ấy. Đấy. Đúng rồi, em thấy người Nùng, cái văn hóa người Nùng là người ta để ý, người ta quan tâm đến các con vật lắm nha. Thứ hai á, thiêng không được động phá vào đấy, không những là về tâm linh mà còn về sinh học. Những con trong rừng đấy là không được bắn, không được săn bắt, không được để là không được động chạm đấy, nếu nó đã ở khu đấy. Hay quá, ý nghĩa quá, mong là bà con tiếp tục giữ gìn cái văn hóa. Vẫn thấy lũng mần trước mặt của ta, chúng ta đang tiến gần hơn. Bằng bên phải nha. Má ơi, buốt cái tay rồi. Cảm giác nhiệt độ giảm hẳn, sập hẳn xuống. Đang trên kia là nó bỏ mé rồi. Đâu là được cái đường bê tông suốt chứ, mừng hụt. Thôi cũng đỡ hơn cái đường hồi nãy. Nhưng mà hồi nãy các anh đó chở con đi á, hai cha con đó, có nói là cái đường nó xấu không? Ồ, đường vẫn thế. Ông cũng nói là đường vẫn thế hả? Ừ. Chục năm nay chưa gì. Công nhận Cao Bằng hiền thiệt luôn á. Cái hoa à, đất của người Tày Nùng cho nên là người Kinh nó không cho đó. Và mày là người Trung Quốc, tao không cho mày. Vậy thì người Mông cũng vậy mà, nếu mà nói lấy lại đó. Ừ, nhưng mà nó cứ nói thế. Ôi, một cánh đồng đã xuất hiện bên tay phải chúng ta, đẹp quá. Xin chào ruộng bậc thang đang gặt rồi. Một khung hình quá đẹp. Một bờ suối, một dòng suối rất là ôi đẹp, đẹp ghê. Wow. Má ơi, đi ban ngày chắc bay flycam quá. Bay từ đó lên Lũng Mùng
nhưng mà ở đây bay tới đúng bằng không tới đâu, ở đây bị thấp rồi cả nhà ơi. Nay chỉ 8-7 khâu vai mua. Nay chỉ 8-7 khâu vai mua. Quản đấy phải không? Ừ. Đúng hả? Phải quay mua. Nhớ kia cài về. Lúng bến á. Còn do về không vai à? Xì hạ cài mua. Lái không? Lái mua. Ừ. Ồ. Chết bên cài, chín cài mà. Thôi, quỷ rồi nó. Chào bài con. Nữa, bài con nữa. Là sao anh Thi? 8 cây nữa. Trời ơi, cái gì? Trời ơi, đi cung này đẹp quá, ruộng bậc thang kìa. Trời ơi, mà mình đi lúc chiều tối uổng dữ vậy trời. Đó, em mới nói là cái ngã ba đó anh Thi, cũng xa xa đó. Cái đường mà đó, bé vâng. Ba hay là, cái hà chở. Hay là dừng lại, quay flashcard nữa đi. Để cho được đời. Đừng lắm, cái mùa bơ, mùa bụi. Rồi tối sao qua phà, 7-8 cây tối rồi sao qua phà. Ngủ nhà em Tho đi, em Tho rồi bên Đức Hạnh nè. Rồi xong rồi sáng mai đi phà qua, đi qua Khâu Vai. Đẹp luôn á. Ngủ nhà em Tho lại được ăn mèn mén và tôm sông nho Huế. Trời thèm quá trời thèm luôn. Ôi, quyết định nha, quyết định ở bên Đức Hạnh nha, cho chọn bộ Đức Hạnh không qua Khâu Vai đâu. Sáng mai mới đi Khâu Vai. Ở nhà em Bo. Ờ, coi chừng nhà em Bo chưa gặt là cái ruộng lúa nó đẹp dữ nữa. Ngày mai em bay flycam mà đẹp xỉu luôn á. Chưa gặt đâu, hy vọng là chưa gặt. Lần trước em ghé là gặt rồi. Trời ơi, tới giờ phút này mà kêu 8 cây số nữa thì có muốn đặt cái tựa đề video này con đường bất hạnh ghê luôn á. Con đường bất hạnh về xã Đức Hạnh. Người Nùng người ta luôn luôn làm có cái không gian, có không cửa vậy hay sao? Hay là hồi xưa làm, ai cũng làm mà giờ?
kiệt sức, đang kiệt sức. Từ hồi mà nghe 8 cái số sao mà cảm thấy rầu quá, cứ tưởng là sắp tới rồi. Lũng mọc trước mặt kia, núi lũng mọc trước mặt kia, lũng mình luôn, lũng mình à, lũng mình, lũng mọc là bên Xuân Trường này, lũng mọc ở lũng mình, lũng mình hả anh Thi? Mình mệt, mình mệt, mệt quá. Lũng mòn là làm đó, lũng làm mới mệt. Mình ăn đó, mình ăn đó, làm ăn đó. Mà mần này trong cái tiếng này là có nghĩa gì không ạ? Ô cái gì vậy? Bây giờ bỏ phở chính thức thấy đó là con đường bất hạnh rồi, nó đang muốn ngã hành lý luôn rồi cả nhà ơi, lo quá à. Anh Thi ơi, nó ngã hành lý rồi anh Thi, phải chằng lại rồi ạ, nó hết sức chịu đựng rồi. Người cũng hết sức luôn rồi, tay đua kiệt sức, thành tay đua chính thức kiệt sức rồi. Trời ơi má ơi.
ký người ta không? Anh trên đi ký người ta đi trên. Đây. Trên đi ký rồi. Có người hết trơn rồi. Tính đi ké mà có người rồi, hai cô gái này hỏi chi mà hai cô gái này đi cùng đường với mình ha. Trời ơi. Trời ơi. Mặc quần đùi chạy nữa chứ. Chiều tối rồi cả nhà. 2 phút nữa, 6 giờ chiều. Hỏi sao? Đây, độ cao tăng lên lại 423. Vâng, vẫn còn tiếp tục leo lên, để xuống núi rồi giờ leo lên lại nữa. 422m rồi cả nhà ha. Phụ nữ chạy ngon lành luôn. Rồi, đúng 6 giờ chúng ta lại xuất phát cả nhà. Chở em đi á hả? Ờ đúng rồi. Em cũng thấy lạ lạ nha, em chưa thấy quen nha. Ờ. Hỏi coi, hỏi anh này coi. Cái cửa hàng em ơi. Bây giờ đi về khâu vai về đường này không? Ván à? Dạ dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh. Đúng rồi, cái cửa hàng tạp hóa này em dừng em hỏi nè phải không? Ông nhóc ông đi chưa? Trời đó. Đi hỏi người già. Là vậy. Là từ đây về đó cũng không có gần đâu á anh Thi. Vâng. Phải không? Bao nhiêu cây số nữa ạ? 2-3 cây. Ủa vậy hả? Vậy là từ cái đoạn này trở đi là mới là đường xấu anh Thi ha? Chứ em thấy đường kia cũng chưa có làm nha. Còn tính nếu vậy thì hồi xưa mà đi đường xấu là ôi lũ mòng trước mặt kìa, ngay sát trước mặt luôn, cái quả núi đó vẫn còn nguyên vẹn trước mặt chúng ta. Đi hồi xưa cũng đi bộ lết tới cái trường này rồi nè nha, vừa đi vừa thở tới cái trường này rồi đó. Đây cũng là đường xấu luôn đó. Tay lái tay cứng lắm, cái xuống dốc gì nguy hiểm lắm. Rồi cái nhà này nhớ luôn nè, nhà người Mông nè, hồi đó gặp có cây mía nè. Ôi ơi em ơi, hồi xưa cũng có người giúp bà bán phở chở đi một đoạn đó. Em có xuống bến không? Có xuống khâu vai không? Thế thì cho chị sang ngồi đến lúc nào xuống. Cho chị đi kém một đoạn đi. Hoặc là chưa chị xuống bến. Ừ, anh Thi đi trước đi. Em đi trước ha, ok. Đi thẳng xuống bến đi. Đi đến dưới sông luôn à, hay là đi đâu? Xuống bến xong. Xuống gần sông kia. Đến dưới sông á? Xuống gần, ấm gần sông. Đi xong bên đường luôn? Không, gần sông thôi là chỉ có nhà em Bo rồi. Nhà em Bo ngay gần sông á.
là chị đi bộ vô được. Em đi trước được. Chị hỏi thăm nhà em bao em, được. Em đi nhanh đi trước đi. Em đi trước đi. Đi đi. Cảm ơn em. Là cái đường xuống đây nó có một cái đoạn đường nhỏ xấu, đường khó đi hả em? Vâng. Trời ơi. Vậy là cái đường bao nhiêu năm nay chưa có sửa gì hết á? Chưa. Cách đây 3 năm chị đi rồi. À. Cũng y chang vậy luôn á hả? Vâng. Có nghe dự án tính làm gì chưa? Đây có rồi, nhưng mà bây giờ dự án lại giúp đi làm cao tốc ở Cao Bằng rồi. Trời ơi, vậy hả? Vâng, đi vào Lạng Sơn ấy, đoạn đường đấy, bây họ rút tiền đi làm. Hèn chi chứ, mấy bữa nghe nói là dự án làm cái này rồi mà. Ừ, làm cái này rồi. Ừ, rồi xong... khi nào mới làm trời? Không biết được. Đầu tháng thì nó vào làm được một hai, hai tháng xong là ta bảo lại lại giúp vốn đi làm. Vậy nó làm cái gì? Chị sau đi, cho chị trước đi. Vâng. Lúc nó làm thì nó làm được cái gì em? Nó đổ mấy cái đá này. À. Lúc đầu chỉ ra là chưa có đá toàn đất nhá. Ừ, đúng. Bây giờ mới có đá này. Đúng, đúng, đúng. Vậy nó đổ được đá ở đây đó hả? Ừ, đổ vậy là đá cũng đỡ một phần phải không em? Đỡ một phần đây dưới này rồi. Ừ, cũng đỡ được một phần đó chứ. Vâng. Nhưng mà cái đoạn đường đất mà xuống bờ sông bên Khâu Vai thì còn y đó ha. Vẫn có y như đấy. Ừ. Anh Thi chở chị đi từ hồi cái cầu Đức Hạnh mới xong á em. À. Rồi tới đường xấu quá, ảnh đuối rồi. Tay lái không có cứng nổi nữa đó em. Đi sang bên Khâu Vai kia là bây giờ phải con đường nhỏ thì nó khó tí. Không, chị tới nhà em Bo thôi. Nhà em Bo, nhà mà có cái xuồng dịch vụ á. Ờ. Ừ, chị tới nhà em Bo bên Đức Hạnh thôi. Cái chị không có qua sông tối hôm nay. Đi nghỉ ở chỗ đấy à? Ờ, thôi chị ở lại ở kế nhà em Bo. Em Bo người Mông á. Ờ đúng rồi. Ừ. Em có biết em Bo đó không ta? Cái nhà mà có cái bè đó. Đi lại nhà có mấy cái thuyền mà. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Có cái tàu thuyền nhỏ nhỏ đó. Bây giờ làm cái to rồi. Ủa vậy hả? Ờ làm cái to rồi. Cái làm hay... cái to để làm gì? Làm cái to để xong tới này chở sáng ấy. Sáng hả? Vâng. Ừ. Hồi trước thì bà con chưa có trồng sắn hả? Vâng. Bây giờ thì người ta trồng sắn rồi thì bây giờ nó làm cái to hơn 200 triệu. Wow. Vâng. Mười mấy tấn mà. Mười mấy tấn luôn hả? Vâng. Cái vậy... con nhỏ vừa rồi cái là bán rồi. À vậy hả? Vâng. Vậy là không có còn để đi tham quan nữa. Vâng, cái thuyền to. Có lấy con lớn mà đi tham quan được. Ừ. Bây giờ là nó có cái to kia, cái to của nó đi du lịch nữa mà, cái thuyền to ấy. Ừ, du lịch luôn. Vâng, đi du lịch đoạn đường nước này. Vậy thì phải, vậy là vẫn còn cái dịch vụ đi đi du lịch đó ha. Vâng, giữa này nè. Là của người khác hay của em Bo? Của bọn em Bo luôn ấy. Cứ chạy chậm chậm sau lưng anh Thi đi. Vâng, cái đồ này nó lát như này là nó đi hơi khó. Đúng, rất khó luôn. Vâng. Chị ngồi là chị phải dịnh nó một phần á. Vâng. Cho nên là chị mỏi tay luôn. Vâng, chị quê ở chỗ nào chị ơi? Hả? Chị quê ở chỗ nào? Chị quê, chị ở Sài Gòn. À. Còn anh Thi là ở Cao Bằng. À, anh Thi ở Cao Bằng luôn à? Ừ. Thế chị ở Sài Gòn gì? Ừ. Mà đó anh Thi hướng dẫn chị đi từ Hà Giang qua Cao Bằng là đi đường này nè. Vâng. Lúc mà 3 năm thì chưa rải đá như em nói đó. Vâng. Ừ. Nhưng mà cũng đi bộ nhiều đoạn lắm em. Ờ, lúc đấy đi bộ nhiều quá. Cũng đi bộ nhiều đoạn mà. Chị không ngờ là chị thấy cái cầu Đức Hạnh nó làm rồi, chị tưởng đâu là nó đi được rồi, ai về đâu là chưa. Chưa đâu. Đường xấu quá trời luôn, đi núi. Vâng. Đường này họ không giúp cái tiền đi làng cao tốc ở Lạng Sơn thì chắc là bây giờ vẫn thông ở dưới bờ sông rồi. Ừ. À, quan trọng là bây giờ họ lại rút tiền hết rồi, làm được như này thôi. À, vậy là rút luôn cả tiền ngân sách đó hả? Vâng. Dồn vô đi làm cao tốc rồi. Vâng. Nghe buồn quá hả? Vâng. Vậy là mấy xã mình vẫn còn khổ nữa. Xã mình bây giờ rất khổ với đường này. Ừ. Chưa thông ở dưới này chưa cầu nữa, chưa có cầu nữa thì rất khó. Dân đi lại cũng rất khó. Biết bao giờ mới có cần cầu bắc qua sông Nho Quế cho Đức Hạnh với Khâu Vai ha? Chưa biết được đấy. Nằm mơ luôn quá. Vâng. Nghỉ ở dưới này một hay hôm à? Hay là từng mai mới đi? Sáng mai chị đi Khâu Vai. À. Chị đi lên cái bản làng mà chỗ gần gần Sơn Vĩ á, cái con đường mà có thủy điện á. À. Chị sẽ đi cuối cái con đường đó. Có cái chưa cuối, có cái con đường mà về nhà trên bản trên làng á. À. Con đường về nhà
nguy hiểm nhất Việt Nam á. Vâng. Của Tuyên Hà Giang đó làm đó. Đấy là đi vào Sơn Ví đó nhá. Ồ vậy hả? Vâng, xã Sơn Ví. Và thuộc vào của huyện Mèo Vạc. Ừ. Vâng. Đi được này. Đi được dưới này. Vâng. Quả núi đẹp quá, hết thấy rồi, xuống thấp luôn rồi, chạy chậm chậm giờ anh Thi, đó cái đường nó xấu vậy thì có nước chị đi bộ thôi, chứ anh Thi không gồng nổi nữa rồi đó, không gồng nổi nữa. Trên này có cái bãi thuyền du lịch ở trên này này. À vậy hả? Vâng, đó là người ta chở người đi vào trên hang rơi này, có cái hang rơi to ở đây này. Ồ, bên đây có bãi thuyền luôn, làm du lịch đó luôn hả? Vâng, trên này luôn mà. Hang dơi chị biết, chị nghe nói cái hang đó rồi đó. Vâng, bây giờ người ta làm cái đường lên hang dơi rồi đó. Ừ. Xong là khách nhà Tây, người Tây, người Mỹ người ta vào ngày nào cũng vào hết. Ủa vậy hả? Vâng, ở trong kia đông quá. Ngày nào cũng đông đông đấy mà. Ồ, có... thích quá vậy. Vâng, 6-7 cái thuyền du lịch ở đấy nữa. Trời ơi, đã vậy. Lúc nào mà người ta có khách nhiều quá ấy, không chở hết thì người ta còn có thả po đi giúp chở nữa. Ừ. Vâng. Dạ. Ghê quá, cái đường này anh Thi chạy không được á em. Biết có được không? Má ơi, trơn lại, anh Thi đang xuống. Wow. Trời ơi, nó đánh cái bánh xe luôn á em. Vâng. Có cần chị xuống đi bộ không vậy? Không cần đâu, chị cứ ngồi để đi quên cái đường này thôi. Anh em ơi. Đây. Đó là sông Nho Quế trước mặt mình đây, bên trái mình đây nè ha. Ừ. Đây. Ôi, chiều tối cái quả núi, cái hình hài nó đẹp quá cả nhà. Núi đó là dọc theo sông Nho Quế luôn á, sông bên dưới chúng ta không có thấy được nữa. Đây, bên đây cái răng cưa. Rồi, anh Thi đang xuống tới an toàn rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, giờ tiếp cho anh Thi đi trước đi. Mừng quá. Rồi, không gặp em thì chỗ này là chắc chắn là chị phải đi bộ. Không thể nào mà ngồi trên xe được. Anh Thi đi trước luôn đi ạ. Đi trước ha, tụi em đi trước ha. Ok. Đi chung được. Dạ. Rồi đến dưới này thôi. Bây giờ sông này người ta làm thủy điện thì nó lên cao rồi mới đi thuyền du lịch được ấy bây giờ. Ừ. Như trước kia là không được đâu. 3 năm trước chị về chắc là bây giờ vẫn chưa chưa như này đâu. Nó vẫn khác nữa hả em? Ủa thủy điện nào mới nữa ha? Thủy điện làm mới mà. Bây giờ nước lên cao này. Lên cao xong mới có thuyền nên mới đi được. Ủa? Rồi để ngày mai chị đi chị coi luôn con nó có khác hôm trước không? Nó khác rất nhiều. 3 năm trước mình mới 3 năm thôi mà đã khác nhiều hả? Vâng. Lúc trước chị cũng đã thấy có thủy điện rồi. À. Lúc trước cũng đã thấy có thủy điện rồi đó, nhưng mà có thể mùa này là mùa lũ nè. Vâng, nó, mùa lũ. Nước nó nhiều hơn nè. Dưới này chưa biết, không biết có nhà nghỉ. Không có nhà nghỉ, chị quen nhà em Bo thì ở kế nhà thôi. Chứ còn cái nhà nhưng mà nhà po ở bên kia, nhà này là nhà bố nó rồi thôi. Ừ. Nhà này nhà ai? Nhà ông bố của po. À đúng rồi. Đúng rồi, chị nhớ là có cái chuồng bò này nè. Rồi. Anh Thi đang lấp ló ánh sáng xuống kia cả nhà. An toàn rồi. Sống rồi. Thì như cách nói của Tùng Tây Bắc rồi, sống rồi. Nhà bo phải không anh? Em đi từ đây được không? Em đi đường này được phải không ạ? À? Đi bộ thôi hả? Có chạy xe về đó được không anh? Được, nhưng mà hơi khó. Hơi khó hả? Ờ thì thôi. À, vậy là cái đường này là cái đường xuống sông để đi bến nè, đúng không ạ? Đúng. Ừ. Đó, mai chúng ta sẽ xuống đây. Quá cực cả nhà ơi. Gặp bo được chưa? Áo hù thì tốt tỏ hả? Thế anh chị không ngủ ở nhà anh trai đó? Ừ không, anh Thi mệt cho nên là anh Thi quyết định là vẫn đi qua khâu vai. Chứ ừ, anh Thi đuối quá,
anh thấy kiệt sức. À, rồi bây giờ anh Thi sẽ nhờ anh em sẽ giúp cho chạy theo xe theo, lo mọi thứ. À, nhà anh Hính á, nhà anh Hính ở khâu vai, đó. Còn nhà em Bo thì nhà dân thường, còn nhà anh Hính là có homestay, bà bán phở. Nhớ luôn. Ủa mà em phải em Bo không? Em trai Bo. Em trai Bo. Ờ. Bo ra đó ở trên đấy, các bạn. Ủa, Bo làm gì ở Cao Bằng? Ờ, không, Bo đang ở trên đấy mà anh này hỏi. Bo đang ở trên đấy xuống, Bo bảo vừa gọi điện. Đang ở trên bãi thuyền lúc nãy bảo ấy. Ờ, Cao Bằng thì cũng ở đây là Cao Bằng chứ đâu. Vâng, chán mình ghê. Đúng rồi. Tối rồi. Anh là ba của Bo đúng không ạ? Dạ. Đó. Rồi bây giờ có sự hỗ trợ của hai anh em. Cho hai tay đua kiệt sức, bây giờ đã kiệt sức thật sự. Bây giờ sẽ xuống xuống phà. Rồi đi phà trong đêm. Chưa bao giờ luôn. Ủa xuống dốc mà. Lên. À. Qua kia nó lại lên dốc. Vậy là anh ba của Bo chở tụi em qua phà phải không? Hay là ai? Ai? Ừ, đúng rồi. Thông minh quá, tính kiểu này rất là hay. Đi phà ban đêm xuống, chúng ta thấy không? Trời ơi, không ngờ có cái cảnh này luôn á. Bo là Bo phải lái thuyền. Anh lái phải không? Ừ, anh. Dạ. Bo là con trai cả. À, Bo là con trai cả của anh. Ừ, hôm nay là con trai thứ tư. À. Hôm nay em thấy anh nói tiếng Kinh rõ hơn. Ê, ông ơi, đổ bể rớt. Rõ hơn ngày xưa nhiều đó. Dạo này đưa khách nhiều lắm hả anh? Khách vẫn trung bình thôi chị ạ. Trung bình thôi hả? Đây cái dây này cả nhà. Đó, chúng ta sẽ kéo phà qua đây. Giờ xuất á hả? À, đi thì hách. Ôi da, kéo. Kéo. Đây là cái cách qua phà. Như cái... Sau này cũng dần dần thay bằng cái ống nhựa kia. Không bây giờ họ sẽ làm cầu rồi, chẳng qua là cái đường người ta giúp vốn đi làm cái cao tốc ở Lạng Sơn đấy anh. Ôi, biết thế rồi, cho nên là làm cầu thì không biết bao giờ mới không sắp thành rồi, bởi vì là bảo là chắc hết năm nay chắc là nó. Nó đã đang di chuyển rồi đó cả nhà. Cái phà đang di chuyển rồi đó. Cứ kéo như thế này hoài, tới bên kia xong. Ủa, cái tiếng gì, tàu gì của ai chạy vậy? Cầu cứng hay là cầu treo thôi, cầu treo à? Ồ, cầu treo thôi hả? Vẫn chưa, trời ơi. Vẫn chưa đủ điều kiện làm cầu cứng. Trời ơi, đã làm tới giờ này mà còn làm cầu treo nữa, không làm cầu cứng luôn. Đang nó làm. Chắc không biết năm nào mới có cầu cứng được. Thôi thì làm hẳn cầu cứng còn không thôi. Trời ơi, thiệt tình luôn. Ủa, cái bè đó người ta đi đâu về mà nghe tiếng máy nổ vậy? Người ta đi vào bãi thuyền vào. Bãi thuyền xong là bây giờ đi xuống à, đi xuống tiền điện này. À, bãi thuyền mà nãy nói là đi ấy đó ha. Đi du lịch đấy. Đi du lịch đó ha, bây giờ mới về hả? Ở cái dây này nó thấp nè, để bạn phải ngồi xuống cho an toàn. Đây, không có thấy. Không có thấy. À, thấy rồi. Ồ, cũng lớn rồi nha. Cũng lớn rồi nha, cũng coi bộ chuyên nghiệp rồi nha. Đó, vẫn đang kéo miệt mài. Bây giờ chúng ta thấy không, cái dây nè, đó, cái dây này nó qua đi là chúng ta thấy là cái bè nó đang đi tới đó. Ủa, anh ơi, bên kia sông có cái đèn xe, hình như có xe đang chờ qua phà đúng không anh? Phải không? Người ta cũng chờ qua đó hả? Ừ, đó, chúng ta thấy bên kia nó có một cái đèn đó, một chiếc xe máy đang chờ. Ừ. Vui ghê, mọi người vẫn còn nhớ 3 năm trước bà bán phở. Còn nhớ nhìn à, em cho chị hỏi là cái thửa ruộng của nhà anh Bo gặt chưa em? Dạ. Thửa ruộng chỗ nhà anh Bo gặt chưa? Chưa. Ý, làm sao mai ra đây bay fly cam đẹp lắm á. Sắp tới rồi cả nhà, sắp tới rồi đây, tới rồi, tới bờ rồi cả nhà. Đó, đi lên đoạn đường này cũng khá là đau khổ đó, phải có người địa phương mới giúp nổi chứ còn chứ, đó, những người này ta chờ xuống đây, bà con chờ xuống đây.
lên phà. Đường này đường giống như đường đất sét đó nha cả nhà, có chạy được không nha. Rồi bây giờ anh Thi đóng vai trò của bà bán phở hồi nãy. ngồi cho biết khổ anh Thi ơi. Nói chứ nói giỡn thôi chứ còn lái á, cái tay lái nó cực lắm luôn á. Cứng tay lái lắm mới an toàn cho tới giờ phút này. Từ tay đua kiệt sức thành kiệt sức là đúng nghĩa luôn á. Tới luôn. Đường cũng tối nay bọn phở không được ăn mèn mé với tôm sông nhau Huế rồi. Hơi buồn một xíu. Mai xuống. Tôi sợ không có thời gian á, có khi tối mai chị xuống á. Để chị á không, tối mai chị lại đi về tới Mèo Vạc rồi, trung tâm Mèo Vạc rồi. Vâng. Để... nhất định phải trở lại đây. Vâng. Tại vì để quay cái thửa ruộng nhà em mấy mùa lúa chín à. Vâng đúng mấy rồi. Khi có dịp đâu. Vâng. Lần trước chị tới là lúc nó gặt thông bã rồi. Làm homestay cũng hay lắm đó nha. Không, đi tới đây á, lỡ đường có homestay của mấy em là ngon rồi. Bo nó bận làm quá, nó đâu có làm homestay đâu. Nó tập trung kinh doanh thuyền ha. Vâng. Anh Thi được ngồi sau, sung sướng rồi. Một buổi chiều quá vất vả. Hôm nay từ Bảo Lạc đấy à? Đúng. Chị đi từ từ Cao Bằng lên. Từ Bảo Lâm. Bảo Lâm à? Chị đi từ Bảo Lâm. Trưa nay từ Bảo Lâm. Vâng. Từ cái cầu á. Từ cái cầu Bảo Lâm á chị? Từ cái cầu Bảo Lâm. Cầu Đức Hạnh. Vâng đúng rồi. Nó chưa có tên nữa. Người ta đặt tạm cái tên là cầu bắc qua sông Gâm. Đấy là có cái chữ điện to, đấy là thuộc xã Lý Bôn. Đúng, chính xác, vâng. Từ Lý Bôn. Vâng, từ xã đó, Lý Bôn lên này. Là từ cái cầu đó đó. Vâng. Từ Lý Bôn. Cái đường này hơi xấu tí, đường kia bây giờ người ta lại rút cái vốn đi làm cao tốc hết rồi. Cả cái đường kia luôn. Cái đồ kia mẹ không chát máy nó lại đi hơi khó nhỉ. Tại vì nó vòng quá, vòng một cái đoạn đường mấy chục cây số mà nó vòng như vậy còn cái gì nữa. Vâng. Còn trên xe là may rồi đó. Từ đây vô tới chợ Tình Phong Vai là bao nhiêu cây số? Đây đi vào chắc là tầm 3 cây đấy thôi. Bởi vì là từ tính từ đây đi vào thị trấn 13 chỉ có 20 cây thôi. Ở nhà em Bo chưa có dịch vụ á. Vâng. Thì quá đuối thì cần nghỉ ngơi cái chỗ nó tốt một chút. Vâng đúng rồi. Ừ, thì quá đuối. Nhà anh Hính đi cũng quen biết hết rồi. Vâng. Anh Hính cũng có dịch vụ homestay. Gặp em á em. À. Em không giúp không biết sao luôn á. Lần trước chị đi chị cũng nhờ một em giúp. À. À, em đó làm cũng có làm kênh YouTube đó. Sao tự nhiên chị quên ngại ghê ta. Yeah. Cũng làm kênh YouTube. Vâng. Mà cùng cái điểm mà anh Nắng Cao Nguyên quay á. À. Cái điểm gì ta, cách đây mấy năm anh Nắng Cao Nguyên là quay cái điểm gì đó là em đó cũng cùng cái điểm đó đó. Tự nhiên chị quên cái tên. May em đó giúp chị mà lúc đó là chở đi chứ không phải chở về. Wow. Là chiều đi qua Bảo Lâm đó, chiều đi qua Bảo Lạc. À. Cái đường này mà trời mưa thì ai đi thôi trúng số em à. Wow. Mà mấy thằng tay đó thì mấy thằng tay thì toàn trời mưa nó cũng đi hả em? Nó vẫn đi nhưng mà cho mấy thằng thanh niên thì nó lấy xe cho nó thôi.
À vậy hả? Còn thêm thanh niên ở xóm mình dắt xe cho nó. À, vậy nó đi bộ à? Vâng, nó đi bộ. Rồi nó cũng lì quá ha. Vâng. Cái kế hoạch của nó là tay kia nó thích mùa mưa nó mới thích đi chứ. Trời đất ơi nó lì vậy đó hả? Vâng. Mách bộm thiệt á. Nó bộm thiệt á. Vì nó thích cái khó khăn xem như thế nào. Rồi nó thuê người địa phương. Vâng. Rồi nó đi bộ theo. Bởi vì nó đi du lịch thế thì ít khi cảm thấy đoạn đường như này ấy. Đối với nó mưa là may mắn á. Đúng rồi. Còn mình thì thấy mưa có thể mình quay đầu. Vâng. Nó lại thích có những cái trải nghiệm đặc biệt ha. Đúng rồi. Nhưng mà nó chọn phương án an toàn, nó khôn. Đúng nó rồi. Nó khôn là nó thuê người dân. Vâng. Ừ. Nó có liều. Bữa có một đoàn chị gặp đi xe đạp đó em. Vâng. Mà đi mùa mưa. Vâng. Trời ơi, vừa đi vừa cạo bánh xe. Đúng rồi. Khiếp hồn. Có một số người nó thích như thế. Ừ. Làm sao được. Cái xe đạp của họ còn mắc hơn cái xe máy của mình gấp mấy lần mà. Vâng. Mấy người nhà giàu á, người ta đi trải nghiệm vậy đó. Đúng rồi. Tức cười, nhà giàu lại thích cực khổ. Còn mình đây cực khổ mình. Ở đây cỏ voi nhiều quá. Vâng. Những gì chúng ta thấy hai bên hàng là cỏ voi nha cả nhà. Em tên gì vậy? Em tên Dùng. Tùng hả? Dùng. Dùng. Vâng. À, còn em của Phò là tên gì? Trò này. Trò. Vâng. Ừ. Vậy là Dùng không có ở gần nhà Phò hả? Ở trên đoạn đường lúc nãy. Lúc nãy gặp em á ha? Vâng, vâng. Ừ. Trên đấy luôn. Bên trái là cái thung lũng đó cả nhà. Chạy ban đêm chúng ta không thấy á, đỡ sợ. Bên trái nó là cái thung lũng. Bộ bóng phở có cái đèn pin rồi nó mới sáng đủ sáng để mà quay á, mà cũng là chạy nó tốt hơn nữa. Ví dụ không có cái đèn nha, ủa cũng sáng nhờ cái đèn ô tô, nhờ cái đèn xe máy mới lộn. Hết đoạn đường xấu rồi, tới đường nhựa rồi, nhưng mà cũng còn dốc lắm. Chờ đi tới nhà anh Hính luôn đi anh Thi. Hả? Tới nhà anh Hính luôn đi. Đấy, em còn gì? Tới nhà anh Hính luôn. Em mới đi được mà. Dạ. Tới luôn đi em. Chứ không được á. Anh Thi còn ngồi ôm vậy, chút nữa bắt bỏng khỏi ngồi ôm vậy đâu có được. Trời ơi mình. Ngồi phải ôm cái hành lý với nó rớt tới nơi rồi. Giúp thì giúp cho chót luôn Dùng ha. Dạ vâng. Vui quá. Dùng nói chị mới biết đó là cái xóm đó là Sơn Vĩ á. Vâng, xã Sơn Vĩ đấy. À, vâng. Chị ơi, con không biết cái xóm đó thuộc xã Sơn Vĩ đâu. À, cái xóm này thuộc xã Sơn Vĩ nhưng mà huyện Mèo Vạc em luôn. Công nhận huyện Mèo Vạc đặc biệt. Vâng, ở trên Mèo Vạc vào cái xã Xích Cái là mới có cái bãi thuyền ở đấy, khu du lịch. Là chuỗi sông Nho Quế phải không? Vâng, với sông Nho Quế đấy. Ừ. Khu đấy là dân mới đông rồi à. Không ngờ ở đây là cái hang dơi cũng đã phát triển du lịch được rồi. Vâng. Chứ 3 năm trước là chị mới nghe manh nha thôi. Vâng, bây giờ là người ta làm đường vào hang dơi hết rồi. Cái em đó rủ chị đi mà chị còn chưa đi mà. Vâng. Lúc mà chị ghé chị bay flycam cái thủy điện mà nó khúc vô trong cái đường đi á. Vâng. Thủy điện đó như là thủy điện Bảo Lâm 3 hay sao á. Tại vì á, chị đi cái sông Nho Quế này, chị thấy cái thủy điện. Nhưng mà vâng. Chị đi trên đường á, chị không thấy. Vâng. Đó, cái thủy điện Bà Bo nó chở chị tới đó. Vâng. Tàu mà tìm cho bằng được rồi nó phải đi qua nó bị khúc mình. Vâng. Chỉ vừa hiểu vô một cái con đường mới tới. Vâng. Thì lúc đó cái em trai đó
nó có thuyền nó đi đánh bắt á, nó nói rằng là nó có cái dịch vụ đi hang đó, không có chuyện có thời gian để đi, không có chưa ai đi đâu, chỉ có người địa phương đi thôi. Bây giờ phát triển ra du khách luôn, mừng quá. Được một năm như vậy chưa? Hát hơi này vừa một năm này thôi. Mới được năm thôi ha. Mình ở quê này mình đi lại nó thành gần thôi. Nhờ cái chợ tình Phong Mai mà cái tóm Phong Mai này mới có hôm tay á. Đúng rồi đấy. Chứ nếu không là không có chỗ nghỉ đâu, phải nghỉ nhà dân luôn à. Bẫy được tôm xong không vậy ta? Mấy nhà em bo còn bẫy được tôm không? Dạ. Xong Nho Quế giữa nhà em bo nó còn bẫy được tôm không biết? Nó còn lưới được tôm không? Lưới được nghe sao ấy? Trời, chị nói thiệt là chị thèm cái tiền miếng với tôm xong Nho Quế đó lắm, là nói thật lòng á. Ngày mai mất ở mèo vạc uổng ghê ta. Mai mà ở đây chứ chạy ra qua phà ăn tôm tôm Nho Quế rồi về. Cầu treo, nhưng mà chắc là để Hà Giang làm xem thế nào mới biết được. Hà Giang mà làm là cầu cứng à. Hà Giang mạnh lắm, không có hiền như Cao Bằng. Cao Bằng hiền rạch quá. Hà Giang là nó có nhiều điểm khách du lịch nhiều quá thì nó phải giàu hơn rồi. Nhưng mà khổ nỗi là cái cầu cứng này mới mấy ổng làm á thì nó lại thủ khách qua Hà Cao Bằng. Chứ mấy ổng đâu có được đâu, còn mấy ổng lại mất khách. Cho nên mấy ổng mà làm á là mấy ổng giúp Cao Bằng đó. Nếu mà Hà Giang làm cái cầu cứng này là thuận lợi cho phát triển du lịch Cao Bằng. Đúng rồi. Cho nên là mà lại thiệt thòi cho Hà Giang. Thay vì người ta có thể ở thêm Hà Giang một hai đêm thì người ta lại đi qua Cao Bằng. Cho nên cái cầu đó Cao Bằng đầu tư thì mới gọi là đúng. Đúng rồi. Còn không Hà Giang đầu tư đi thu phí. Chúng nó chửi cho nghe. Nhưng mà thu phí là hợp lý. Thu phí du khách. Hà Giang chơi tới đi Hà Giang. Đúng rồi. Hà Giang cứ làm cầu đầu tư đó rồi xong rồi Hà Giang thu phí. Đúng rồi. Để khách qua Cao Bằng, tại vì Hà Giang bị mất một nguồn thu. Vâng. Mất nguồn thu. Cái cách nhanh nhất để phát triển du lịch Cao Bằng là kéo khách từ Hà Giang qua. Vâng. Không thể nào kéo khách từ Sài Gòn, Hà Nội nó xa lắm. Mà khách đã đi tới Hà Giang rồi, tôi qua Cao Bằng qua đèo 15 tầng không bốc trà. Đúng rồi. Có một buổi là tới. Vâng.
Tham Dơ kia là cuối thuộc của Cao Bằng ấy, bây giờ Hà Giang người ta vào làm ấy. Ủa Tham Dơ thuộc địa phận Cao Bằng hả em? Ừ, thuộc địa phận Cao Bằng, bây giờ Hà Giang mới làm vào, mới làm một cái bãi thuyền này, làm đường vào Tham Dơ hết rồi. Ủa Hà Giang làm luôn? Hà Giang làm luôn ấy. Vui quá vậy. Ờ. Cảm ơn Hà Giang nhiều. Đúng rồi. Đầu óc mấy anh mình nhanh vậy. Như vậy là Hà Giang làm như vậy á, là để kéo khách của Hà Giang thêm tham quan cái địa điểm Khâu Vai và Hang Dơi. Đúng rồi. Hà Giang không có phân biệt ranh giới. Hà Giang thêm một địa điểm tham quan cho khách tới Hà Giang. Vâng. Rất là hay. Nếu mà thật ra nếu mà đi cầu keo không thích bằng đi phà đâu nha em. Vâng. Một là làm cầu cứng. Vâng. Hai là để cái phà đó đi. Cái phà đó du khách thích hơn như chị nè. Đúng thích rồi. Hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Còn cầu keo thì cũng thích hơn cầu cứng nhưng mà nó nửa chừng lắm. Đúng rồi. Bây giờ mà thời buổi bây giờ mà còn làm cầu treo nữa. Vâng. Nó sao sao, có gì đó sai sai. Vâng. À cái để phà vậy đi, để thu hút khách du lịch. Vâng. Rồi tới trung tâm xã rồi đây cả nhà. Qua cái khu chợ phiên chưa? Chưa tới hả? Chưa qua khu chợ hả? Chưa đâu. Ở đây nè, chợ nè. Vâng, đây là chợ phiên này. Chợ phiên nè. Vâng. Đó. Đây là chợ phiên đâu, nhưng mà chợ tình là ở trên kia cơ. Ờ, đúng rồi. Mình đâu có đi tới chợ tình đâu. Vâng. Nhưng mà ở đây cũng có chợ tình. Đúng hồi rồi. Hồi xưa, còn chỗ ca nhạc thì ở trên kia. Vâng. Nó trải dài từ đây ra tới ngoài kia luôn. Lý nó xin xẻ quá. Sắp rơi rồi, sắp rơi ra. Sắp rớt luôn rồi. Trên là đây là lo. Nhà hính, nhà này hả? Nhà này rồi. Ồ. Là quán ở đây rồi mà. Cảm ơn em. Cảm ơn Dùng rất là nhiều. Bây giờ mấy giờ rồi cả nhà? 18:48, nghĩa là 7:10 cả nhà ơi. Cả nhà ơi, bây giờ Bò Bóng Phở xin tạm dừng video này ở đây. Cảm ơn anh Thi rất là nhiều. Anh Thi biết bà mốt có bị Bò Bóng Phở lừa đi mấy cái cung đường này nữa hay không nữa. Cảm ơn em Dùng và em trai của em Bó. Ừ. Rồi, bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo ạ.